Ơi, chào cả nhà hai nhóm miền Tây, chào cả nhà mình nha. Thì bữa nay hai nhóm miền Tây sẽ chia sẻ cho cả nhà mình một cái loại thuốc nữa mà rất là đơn giản, mình làm rất là đơn giản. Nói chuyện thì nó có hơi dài dòng nha cả nhà, thì cả nhà mình coi thì nhín một chút thời gian cho hai nhóm miền Tây để coi cho nó trọn vẹn cái video nha cả nhà. Chứ mình đừng có lướt lướt qua rồi mình không có nghe rõ hết cái thông tin mà hai nhóm miền Tây muốn chia sẻ cho cả nhà. Thì cái gì cũng vậy, nó cũng từ từ, mà nói chung hai nhóm miền Tây nói nó cũng không biểu đạt cho mấy thì cả nhà đừng có chê nha. Rồi bữa nay là hai nhóm miền Tây muốn là chia sẻ cho cả nhà biết một cái bài thuốc nữa mà chuyên dùng cho con nít nè đó. Bởi vì là cuộc sống mà trẻ em con nít là cái cốt lõi cho xã hội mà đó, mình có tụi nó. Nói chung hai nhóm miền Tây cũng rất là yêu trẻ con, thích trẻ con lắm đó. Thì bây giờ đó là mình chia sẻ cho cả nhà mình một cái loại thuốc này. Thì cái này là gọi là bài thuốc mật ưa và bài thuốc gia truyền ha. Nó gia truyền là bất truyền luôn, không có ai truyền hết. Nhưng mà thời này hai nhái phải năn nỉ dữ lắm đó, phải có người người ta chỉ cho rồi mình lên mình phổ biến lại cho cộng đồng mình đó. Rồi cái con nít đó, thường thường đó là cả nhà mình thấy mỗi khi mà nó sốt, mà sốt quá cao đi thì nó có bị cái gì gọi là động kinh ha. Động kinh nó cắn răng, nó giật, nó trợn trắng luôn, nó xì bọt mép luôn đó, trân người luôn. Có hai nhái nói đây thì có nhiều người sẽ hiểu, sẽ biết được. Những người đó họ có con thì họ sẽ hiểu đó. Rất là thấy là rất là tội luôn ha. Nhưng mà mỗi lần mà nó phát sốt lên là nó bị, phát sốt lên nó bị đó. Những cái đứa mà bị sốt siêu vi đó, sốt lâu, một ngày nó sốt mấy cử, nó sốt trong vòng cả tuần cũng không hết nữa. Chạy bệnh viện mỗi lần mà nó bị sốt phát lên cái là, nhất là ban đêm rất là nguy hiểm ha. Mỗi lần sốt cái là cắn lưỡi, nó bị giống như kiểu quá nóng đi, làm cho hệ thần kinh của nó là chạm luôn đó, nó giống giống như vậy. Thì cái cách để mà mình làm cho nó không có bị cái đó, con nít mà thì sớm muộn, thì không sớm thì muộn là nó sẽ bị, không sớm thì muộn là nó sẽ bị. Nó cứ nó lớn lên rồi 5 tuổi 10 tuổi mà miễn mà nó nóng sốt là dính. Cái gì nó bị cái là bệnh gì nó cũng bị. Thì nói chung con nít mà bệnh nóng sốt lên là bắt đầu mấy đứa mà nó có triệu chứng đó là bắt đầu là nó sẽ bị thôi đó. Có ngăn cản cách nào nó cũng bị. Như cây này thì hai nhái qua tìm tôi thì hỏi thì sẽ được cái chú này nè, chú chỉ. Thì cả nhà mình biết cái con cóc á, con cóc mà con cóc Hà Nam nha. Con cóc Hà Nam thì nói con cóc Hà Nam là tức là con cóc nhỏ bằng ngón tay vậy nè đó, cóc nhỏ bằng ngón tay, bằng đêm mình đi gọi mình đi bắt bằng ngón tay con cóc á. Bắt đầu mình về mình rửa, rửa cho nó thiệt sạch nha, xong rồi bắt đầu mình giật cho nó chết, mình đưa vô. Nói chung hai nhái miền Tây thì thiệt mình nó là cũng không có muốn sát sanh đâu đó. Mình thực sự là mình không sát sanh, mình chỉ như vậy thì nói chung tội cái này, mình chỉ nó thì nói chung là mình thấy cũng tội. Nhưng mà thôi bây giờ hả, cũng làm thuốc cứu người mà, giờ mình cứ chỉ đại đi chứ biết làm sao bây giờ đó. Thì cái con cóc này nè, mình kiếm bằng con cóc bằng ngón tay, mình rửa cho sạch xong rồi đưa lên bếp than mà mình nướng, nướng đến khi nào nó thành than ha, nó thành than rất là hay, thành than. Xong rồi bắt đầu á, là mình để vô cái ly, mà ly uống trà của mình đó, bỏ vô mình chế vô khoảng hơn nửa ly của nó, một chút là nước ấm nha. Bỏ con cóc này vô tán cho nhuyễn ra, lóng trong nước, bỏ xác đó đi cho con nít nó uống. Mà bây giờ nó không bệnh cũng cho uống, chứ đừng có nói là ừ để mà kiểu như nó phát bệnh lên rồi mới cho uống. Không, hàng ngày mình cứ cho nó uống, bắt được cứ cho uống nó. Rồi cả nhà sẽ thấy những cái đứa đó đó sau này nó sẽ bị sốt nữa, nhưng mà không bao giờ mà nó bị hả động kinh kiểu đó, trừ luôn, tuyệt cái căn luôn đó. Cái này là bài thuốc mật ưa, khoa học không có nghiên cứu nó là cái gì hết, tại vì trên kênh hai nhái miền Tây
sẽ đưa ra những cái loại phương thuốc này mà gọi là nhân gian đó. Đó. Khoa học không có, ít có tìm tới những cái loại thuốc này. Thì bây giờ thì hai nhái miền Tây không có phải trục lợi, thành ra là mình nói trước là mình cũng không phải là thầy thuốc. Mình là một cái người đi tìm tòi học hỏi rất nhiều và đi hỏi những cái người mà người ta bị bệnh đó. Người ta đã từng uống thuốc, dùng thuốc và người ta khỏe mạnh. Thì hai nhái miền Tây xuống hỏi những cái người đó. Tại vì hai nhái miền Tây đi đây đi kia rất là nhiều. Thì hai nhái đi tới đây, đi tới kia. Bắt đầu hai nhái hỏi từ hồi đó giờ chú có bệnh gì hay là không. Cái ông nói có chứ mày, thập tử nhất sinh. Đúng không? Đó. Cái lần đó tôi bệnh tôi kể chết đó. Đó. Thì mình phán theo, mình hỏi vậy là chú uống thuốc gì mà nó hết. Thì những cái người đó họ kể cho hai nhái miền Tây nghe, ừ uống thuốc gì, cây gì cây gì. Bắt đầu hai nhái miền Tây về mãi phổ biến ở cái bệnh đó là cái cây đó trị, vừa thông qua thực tế luôn. Nhưng mà còn cái người đó thì được những cái người khác nữa chỉ, hay là được ông thầy nào đó chỉ đó. Hay là được ngay trên cái chỗ thuốc nam nào đó, đó. Bóc thuốc cho uống đó. Chứ thực tế hai nhái miền Tây không phải là ông thầy thuốc. Hai nhái miền Tây là cái người đi tìm những cái loại thuốc mà người ta thực tế người ta xài, thực tế hết bệnh, hai nhái miền Tây đưa lên đây đó. Rồi bữa nay hai nhái miền Tây làm một cái video này là nó đơn giản là như vậy thôi đó. Một cái bài thuốc để trừ căn ha, là ngừa những cái đứa mà trẻ nhỏ nhỏ đó bị bệnh, là mỗi lần sốt lên là nó hành kinh đó, nó động kinh, nó giật đó. Đó. Sẽ tiệt luôn, không còn nữa. Thì cả nhà mình nếu như mà coi được cái video này thì ai mà có con mà bị như vậy thì nên làm nha cả nhà ha, làm sớm đi, bắt con cóc ha, rất là đơn giản không, bắt con cóc rồi cóc con nha, cóc Hà Nam bằng ngón tay rửa sạch, nướng tán, nướng thành than rồi tán ra dưới nước á hả, là nước ấm thôi, bắt đầu lóng trong lại lấy nước đó cho nó uống, rồi cả nhà sẽ thấy những cái lúc mà nó bị tới lớn luôn đó, tới lớn luôn, nó mỗi lần mà nó sốt, sốt cỡ nào sốt chứ cũng không bao giờ mà bị giật nữa, không bao giờ bị nữa. Cái đó gọi là một cái bài thuốc rất là hay. Rồi bữa nay bao nhiêu đây thôi, quá chừng này. Rồi bữa nay là hai nhái miền Tây làm như đây thôi. Cả nhà mình đó là xem được cái video của hai nhái miền Tây thì cho hai nhái miền Tây xin một lượt đăng ký kênh với bấm vào cái chuông, bật thông báo lên để những cái video lần sau mà cả nhà mình đó là được là YouTube nó thông báo do hai nhái miền Tây búp cái video lên thì nó sẽ thông báo ha, tới cả nhà mình để mình vào để mình tham khảo, để sau này là biết đâu con cháu mình ha, dòng dòng sớm đó, có gặp bị những cái trường hợp bệnh gì đó mà mình vô đây mình tham khảo thì biết đâu mình cứu được một người thì còn hơn xây 7 cái chùa mà, phải không cả nhà. Rồi hai nhái miền Tây chào cả nhà luôn nha.